Ông biết rằng Samadhi, dạ, con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa về là mà đi chỉ có biết rằng Samadhi, dạ, con xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sự là mê ra ya ma chập ba ma đất tha nam về là mà đi sẽ có bất thành samadhi dạ mi còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh sai sự dễ uống rượu và các chất sai. Bà ta quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi a mi con xin vân dự điều học là cúi tránh xa sự sát sanh ana quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi a mi con xin vân dự điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp ca mê su mít cha cha ra Quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi a mi con xin vân dự điều học là cúi tránh xa sự tà hạnh mu sa wa đa Quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi a mi con xin vân dự điều học là cúi tránh xa sự nói dối su ra mê ya mắt chấp ba ma đắc tha na Quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma đi a mi con xin vân dự điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Mà ni ban cha sĩ ca bậc đà ni giả thu căn ca toa ngập ba ma đề ni cha ca lăng samarang khi tam băng chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng quân dự hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ chúng con xin vâng Sile na suga tinh doanh tích, sile na phô ca sâm bác đa, sile na nê phụ tinh doanh tích ta sma, si lăng quỷ số, tha dê. Cho chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thủ lành thay và con xin đọc phần sám hối Phật và tăng tam bảo Uttamang ghê na hoàn đề hằng ba đa bằng sung qua rút tam mang bút thầy vô khá lý tô đô sô bút thô khá ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vi chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cứu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con Uttamang ghê na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đuôi thằng quá răng thâm mê vô kha li tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Phật học và Phật hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con Uttamang ghê na hoàn đề hằng sanh thành cha đuôi thốt ta mạng sanh khệ vô kha li tô đô sô sanh khô kha ma tăng ma mạng con đem hết tâm thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con Mô Bụt Tha Giá cũng kính dâng mít trở lại cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ.
Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Sa Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu, trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, vô oai lực pháp màu, hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phật tu sa phật hằng ra lăng ra khanh tu sa phật đề hoa ta sa phật bụt đá hai nô quê này đa số thi phó quanh tu tê phù tu sa phật măng ra lăng ra khanh tu sa phật đề hoa ta sa phật tham ma nô pha quê này sa đa số thi phó quanh tu tê phù tu sa phật măng ra lăng ra khanh tu sa phật đề hoa ta sa phật sanh ca hai nô pha quê này sa đa số thi Phật quanh tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quá đức của chư Phật, do nhờ quá đức của giáo pháp, do nhờ quá đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Tê tha la tha su vi tảo vô ra na ha bồ tát sa sa ne rô ga su vi tảo vô tha sa ha sắp bê hiện nhà tị phiên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo, cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ra mất tí ca bụi nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc cần tu sa sa năng a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ra mất tí ca bụi nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc cần tu nô ga rô a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ra mất tí ca bụi nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc cần tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất tí ca bụi nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc cần tu ba ni nô a ca sát tha chấp phum mát tha đề qua na ga mất tí ca bụi nhân nô anu mô đàn tu chi rằng đặc cần tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều trong vương thành lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyền thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngõ hầu cố sanh văn kinh chi cu sa la căn bằng các tắc bằng chi ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa xê su ra tăng các tăng về sát ta san ni nô a thi về chất sát ta a san ni nô các tăng quân nhã pha lăng mây hằng sắp bê pha đi pha hoàn tu tê về tăng các tăng su vi đi tăng đinh năng quân nhã pha lăng ma già về chất tát ta na cha nan ti đề qua gần tòa ni huệ đa dùm sắp bề lô cầm hi về sát ta chỉ quan ta ra đề tu ca ma nôn nhân phô cha năng sắp bề la phàn tu ma ma về tất xa tí phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẫu nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau thọ nhàn chúng sanh hữu tâm nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cũng là
Phật trời vô tượng được mà hưởng an phước con ngồi hưởng dân ban. Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đền hậu mạch ngay. Có người làm phước được rày đã đem hồi hướng hiện nay các cùng chúng sanh quan nghị lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hạng bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường. Xin thâu phước bảo cũng dường quá thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nha tỳ năng hô tu su khi ta hôn tu nha thành vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh nơi nhàn cảnh. Y đăng quá ta mê buôn nhân sa quắc khá gia quá ăn hô tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm. Lễ bái tập buổi lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới đã hoàn mãn. Con kính cảm ơn ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới cho đạo tràng cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Và con cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước báo nào có được ngày hôm nay con kính dâng đến ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh và sớm được thành tựu đạo quả giải thoát. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dâng mít trở lại cho ngài. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Chư Tôn Trường Đức Tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư chúng nam tiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 66. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Bụt thù ma hệ sì a ra hằng ta tha ga tô lô cú ta mô sóc ba ga rù hí chê tha cô lô ca sa sa tha chá na đầm ma cô quý đồ hoàn đà ma hành tăng la ra phù. Chá này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đau sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, chư năng vô lượng. Tư đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô Bà Di Bồ Tát Ta Sa Sa Thu Nô Lô Ca Nó Mần Tha Sa Quy Na Kha Rô Cô Sáp Bà Nhu Bô Tháp Bà Tí Phụ Tí Sành Nhá Tô Hoàng Đà Má Hành Tần Ra Ra Phù. Trên này giác cần Pháp Bảo Vi Như Ánh Vàng Như Lai Sơ Sáng Vẹt Màng Vô Minh Ha Tan Lầm Lạc Dũng Sinh Đề Nhân Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sư thù su gá tá sá sà quá cô sức thà su cà mô quá rá thòng má sức thà cô niền đà vá sân xà lý á nà đá rô quá rô quanh đà má hành tầng lá rá phù. Chán này giá cần Tăng Bảo trên ba Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, xa lìa theo pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra thành a tế a tê chê na sê tha mê e tu a tha năng ta sa vi a nu pha quê na sa ha sa dê na sê chạc tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 66.
À, quý vị có thấy chúng tôi đưa cái bài học lên không ạ? Cái máy cũng chưa có sửa, cho nên nhiều khi chết chắc lên không được. Nhưng mà bài học chúng tôi đưa lên quý vị có thấy không ạ? À, rồi, cũng không thấy gì hết. Thôi bây giờ, chúng tôi đọc ha, cho chúng ta đi vào bài học. Câu Phật ngôn 66. Cha rành tỳ bà là đùm bề thà, cha rành tỳ bà là đùm bề thà, cha rành tỳ bà là đùm bề thà. Câu số 2. Amitê nê quá ta na, Amitê nê quá ta na, Amitê nê quá ta na. Bây giờ chúng ta ôn câu 1 và câu 2 ha. Cha rằng thi bà là đùm mê tha, Amitê nê quá ta na. Cha rằng tỳ bà là đùm bề thà, Amitê nê quá ta na. Cha rằng tỳ bà là đùm bề thà, Amitê nê quá ta na. Câu 3, câu 4. Karun ta ba ba cần cầm măng, Karun ta ba ba cần học cầm măng, Karun ta ba bác cần cầm măng. Và câu cuối cùng, dân hồ tích ca tu cấp phát rằng, dân hồ tích ca tu cấp phát rằng, dân hồ tích ca tu cấp phát rằng. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3, câu 4. Cá rôn ta ba bác cần cầm măng, dân hồ tích ca tu cấp phát lăng, cà rôn ta ba ba cần cầm băng văn hồ tí ca thu cấp phát lăng. Bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Cà rành tí bà là đùm mê tha, Akimit tê nê quá ta na, cà rôn ta ba ba cần cầm băng văn hồ tí ca thu cấp phát lăng. Cha rành thi bà là đùm mê tha, Amitê nê quá ta na. Cha rôn ta bà bác cần cầm măng văn hồ tí ca tu cấp pha lăng. Cha rành thi bà là đùm mê tha, Amitê nê quá ta na. Cha rôn ta bà bác cần cầm măng văn hồ tí ca tu cấp pha lăng. Cha rành thi bà là đùm mê tha, Amitê nê quá ta na. Cha rồng ta bà bác cần cầm măng văn hồ tí ca tu cấp pha lăng. Như vậy câu này có hai cách đọc ha, một cách là chúng ta đọc hai câu, và cách thứ hai chúng ta có thể đọc nguyên bài ha. Cuối câu số 2 là trường âm. Thì quý vị đọc một lần hai câu tương đối nó dễ hơn ha. Rồi, bây giờ cái lối kể. Chúng ta cũng cố gắng kể một lần hai câu ha. Đây là một cái thể kể mà 8 từ thì tương đối dễ, không có khó. 4 4 ha. Cha rành thi bà là đùm bề thà, Amitê nê quá ta na. Karun ta ba cần cầm măng, văn hồ tí ta tu cấp pha lăng. Cha rành thi bà là đùm bề thà, Amitê nê quá ta na. Karun ta ba cần cầm măng, văn hồ tí cấp văn hồ tí ca tu cấm pha lăng. Đọc lại không?
Charan thi ba la đô mê tha a mi tê nê wa an ta nam ca con tha ba ba căng cầm băng văn hô thi ca tu cầm pha lăng người ngu si thiệu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Rồi bây giờ mời xích mấy ta xích kem. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, cảm ơn Hoàng Thanh đã cho biết nghe rõ. Dạ, quý vị khác có nghe được âm thanh của Meta rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Hoàng Thanh. Dạ, trước hết, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 66 hôm nay. Cha rằng ti bà la đùm mê tha mít tê nê quá ác ta na ca rộn ta ba ba căng cầm măng văn hồ ti ca tu cấp pha lăng. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chá đoạn âm ran trường âm nhấn tý đoạn âm ba la là hai trường âm thông thường, đum trường nhấn, mê tha hai trường âm thông thường, á đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê nê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Cha rành ti ba la đùm mê tha á mít tê nê quá át ta na. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Cá đoạn âm ron trường âm nhấn ta ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, câm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ô trường âm thông thường, tý cá tú là ba đoạn âm, cấp trường âm nhấn, phá đoạn âm và lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca rôn ta ba ba căn cầm ăn văn hồ thì ca tu cấp pha lăng. Con xin đọc lại hết bài. Cha rành ti ba la đùm mê tha á mít tê nê quá á ta na ca rôn ta ba ba căn cầm ăn văn hồ tí ca tu cấp pha lăng. Cha rành ti ba la đụng mê tha á mít tê nê quá át ta na ca rôn ta ba căn cầm ăn văn hồ tí ca tu cấp pha lăng. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Charan ti ba la đùm mê tha a mít tê nê quát ta na Karon ta ba cặm cầm măng văn hồ ti ca tu cấp pha lăng. Dạ, con đã đọc xong và kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho cô Kim ạ.
Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ không? Quý vị có bị đứt quãng không? Nghe liên tục hả? Nghe rõ, có liên tục hay là đứt quãng? Ê, một người, hai người, ba người, ba người, bốn người liên tục. Ê, cảm ơn Hồng nghe liên tục. Rồi, 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 trả bài. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 66 chung phải sao 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 nữa. Sư nói với con cà lâm nữa, cà lâm nè, ta nói không dám đâu, thôi trả bài cho rồi để ông dũa nữa. Con xin đầu trả bài Kinh Pháp Cú câu 66. Cha rành tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca ròn ta bà bác cằn khầm măng giang hồ tí khát tu khắp pha lăng. Cha rành tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca ròn ta bà bác cằn khầm măng giang hồ tí khát tu khắp pha lăng. Cha rành tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca ròn ta bà bác thằng khầm măng giang hồ tí ca tu khắp pha lằng. Phân tích câu về câu số 2. Chá đoạn âm, ran chữ âm ngắn, tí đoạn âm, bà là hai chữ âm thông thường, đùm chữ âm ngắn, mê tha hai chữ âm thông thường. Phân tích câu số 2. Á đoạn âm, mít chữ âm ngắn, tê nê hai chữ âm thông thường, quá đoạn âm, ắc chữ âm ngắn, tá đoạn âm, na chữ âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2 rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Chá rành tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rồng ta bà bác hằng khầm măng giang hồ tí khá tu khắp pha lằng. Phân tích câu số 3. Cá chợ đoạn âm, ron trường âm nhắn, ta ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, căn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khâm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu cuốn cùi hai câu cuối cùng. Dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường. Trời sao kẹt cái mũi vậy ta. Tí cá tú ba đoạn âm, khắp trường âm nhắn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ca kệ nó dài, dẻo dẻo lại. Cá rồng ta bà bác hằng khầm măng giang hồ tí khát tu khắp pha lằng. Cha rành tí bà là đùm mê tha amit tề nề quá ác ta nà ca rồng ta bà bác cần khầm măng giang hồ tí khát tu khắp pha lằng. Cha rành tí bà là đùm mê tha amit tề nề quá ác ta nà ca rồng ta bà bác cần khầm măng giang hồ tí khát tu khắp pha lằng. Chà ran ti ba la đùm mê tha ác ti tê nê quá ác ta na cà ron ta pa pa khăn khăm măng dặm hồ ti kha tu khắp pa lăng. Chà ran ti ba la đùm mê tha ác mê tê nê quá ác ta na cà ron ta pa pa khăn khăm măng dặm hồ ti kha tu khắp pa lăng. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú số 66. Chèn ơi, quá trời quá đất bông hoa lương, vỗ tay vỗ chân luôn, có mấy vỗ tay một, vỗ tay chân. Các hai người vỗ tay vỗ chân ha, còn mấy người kia không ai chịu vỗ tay vỗ chân hết, cho bông qua dầu sao có còn đỡ hơn không có. Cảm ơn quý vị đã tặng bông hoa cũng như lắng nghe. Cảm ơn quý vị nha. Không biết sư chắc đi sửa máy rồi không thấy cho bông hoa gì hết trơn, không sao chuyện nhỏ. Cảm ơn quý vị nha. Xin mời cô kế tiếp, hình như Hồng Thị Kim Dung phải không? Dạ không có thì không đúng, thì mời quý vị khác kế tiếp nha. Chúc quý vị luôn một ngày ăn vui. Bye.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ với Chư Tăng, với cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 66. Cha ràn ti bà là đùm mê tha amit tê nê wa át ta na ca rôn ta pa pa ca măng văn hô ca tu ca pha lăng. Cha ràn ti Ti bà la đùm mê tha mít tê quá át ta na ca rôn ta pa pa căng cam măng giang hồ ti ca tu ca pha lăng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Chá là đoạn âm, ra là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đùm trường âm nhấn, mê tha hai trường âm thông thường, á đoạn âm, mít trường âm nhấn, t nê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, ma trường âm thông thường. Cha rằng ti bà la đùm mê tha amit tê nê quá áp ta na. Con xin phân tích câu 3 và cá là đoạn âm, ron là trường âm nhấn, ta pa hai trường âm thông thường, pá đoạn âm, ca âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí cá tú ba đoạn âm, cắp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca ron ta pa pa căng cam năng văn hô tí cá tú cắp pha lăng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 66. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa atta na ka ron ta pa pa kang kam mang yang ho ti ka tu ka pha lăng. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Cha răng ti ba la đùm mê tha a mi tê nê wa an ta na ca rôn ta pa pa căng ca măng giang hô ca tu cam pha lăng. Cha răng ti ba la đùm mê tha a mi tê nê wa an ta na ca rôn ta pa pa căng ca măng giang hồ ti ca tu cấp pha lăng. Dạ, con đã đọc và kể xong, con phân tích và kể xong có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chỉ sửa giùm. Dạ, cảm ơn kính tri ân sư Trí Đức, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể quý cô tu nữ. Con xin chào cả nhà, con xin đọc câu 66 ạ. Cha ram ti ba la dum me tha amit te ne wa at ta na karon ta pa ka tha căng cầm măng giang hồ ti ca tu cấp pha lăng. Cha dầm ti bà là đùm mê tha amit tê nê quá át ta na ca rôn pa ta pa pha căng cầm măng giang hồ ti ca tu cấp pha lăng. Con xin được phân tích câu 1, câu 2 ạ. Chá là đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, la là trường âm thông thường, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, tha là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, rôn là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường,
tí, cá, tú là đoạn âm, cắt là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc hiệu giọng nguyên âm. Con xin được đọc lại ạ. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa at ta na ka ron ta ba pha kang kam mang yang ho ti ka tu kham pha lang. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Con xin được kể ạ. Cha răng ti ba la du me ta amit te ne wa atana karon ta pa pa kang kam mang yang ho ti ka tu kam pa lang. Dạ Ewan ạ, con xin hết ạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con xin kính bảnh lễ sư trí đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 66. Chát văn tí bà la đùm mê tha amit tê nê quá át ta nà ca rôn ta pa pa khăn khăm măng giang hồ tí ca pa lăng. Con xin phân tích cô 1, cô 2, chá đoạn âm, răn trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đum trường âm nhấn, mê tha hai trường âm thông thường, á đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê nê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, hát trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa at ta na. Con xin đọc phân tích câu 3, câu 4. Cá đoạn âm, ron ta pa ba trường âm thông thường, pa đoạn âm, cam trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí cá tú ba đoạn âm, cáp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca rôn ta ba pa căng khăm măng giang hô tí cá tú cáp phá lăng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 66. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa at ta na ka ron ta pa pa khang kham mang yang ho ti ka tu khap pha lang. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa at ta na ca rôn ta pa pa khang kham mang yang ho ti ca tu cáp pha lăng. Người ngu si thiếu trí, ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai con xin chia sẻ cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài trí đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 66.
charanti pa la dumme tha amitte ne wa antana karunta pa pa kang kamang yang ho tik katu kap pa lang. Con xin phân tích câu 1 và 2. Charanti pa la dumme tha amitte ne wa antana. Chá là đoạn âm ran, trường âm nhấn tí đoạn âm, ba là trường âm thông thường, hai trường âm thông thường, đùm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, tha trường âm thông thường, á đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, nê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường. Charanti pa la dumme tha mitte ne wa atana. Câu 3 và 4. Karunta pa pa kam pa pa kang kam mang yang ho thi katup kap pa lang. Cá trường cá đoạn âm ron trường âm nhấn, ta pa hai trường âm không thường, pa đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dân trường âm nhấn, hô trường âm thông thường, tí, cá, tú, ba đoạn âm, cấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, caron ta ba ba căn căm măng dân hô tí cá túc cấp phá lăng caron ti ba la đun me tha amin te ne wa antana. Karun ta pa pa kang kam mang yang ho ti ka tum kam pha lang. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kệ. Charan ti ba la dum me tha amin te ne wa an ta na. Karun ta pa 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 kam kam mang yang ho thi ka tum kam pa lang. Karun ti pa la dum me tha amin te ne wa an ta na. Karun ta pa 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 kam kam mang yang ho thi ka tu kam pa lang. Dạ con đã đọc xong bài có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con kính mời vị kế tiếp. Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 66 ạ. Charanti ba la dumme tha amitte ne wa attana. Karun ta pa pa kang kham mang yang ho ti ka tu kap pha lang. Charan ti ba la dum me tha amit te ne wa atana. Karun ta pa pa kang kham mang yang ho ti ka tu kap pha lang. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Charan ti ba la dum me tha amit te ne wa atana. Tana, chá là đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đum là trường âm nhấn, mê tha là hai trường âm thông thường ạ. Á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê nê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm. Con vừa mới bị có một cái máy nó chen vào ạ. Con phân tích lại câu 2 ạ. Á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê nê là hai trường âm thông thường, quá là đoạn âm, át là trường âm nhấn. Tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường ạ. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 ạ. Cha ran ti ba la du me tha amit tê nê wa át ta na. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4 ạ. Karun ta pa pa kang kam mang yang ho ti katuka katuka. Con xin đọc lại. Karun ta pa pa
khăng khăng dăng hô tí cát túc cát pha lăng. Cá là đoạn âm, rôn là trường âm nhấn, ta pa là hai trường âm thông thường, pá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí cá tú là ba đoạn âm, cắt là trường âm nhấn, phá là âm, lăng là trường âm đọc nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài ạ. Cha ran ti ba la du me tha amit te ne wa attana ka ron ta pa pa kang kha tang. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Charanti ba la do me tha amite wa. Không biết cả nhà có nghe con nói, con cứ bị một cái mic nào nó vào ạ. Charanti charanti ba la do me tha amite ne wa attana karonta pa pa kang kamang. Dăng hô tí ca tu khắp pha lăng. Dạ con đã đọc và kệ xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con. Hôm nay sao cái mic của con cứ bị cái mic ngắn trên vào. Con kính chiên quý đạo hữu ạ. Chị Tâm Hạnh đã post bài ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Con cũng lại không xuống được mic nữa rồi ạ. Có ai giúp được con không ạ? Con phải ao ra được. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Thiền Vũ đã cho con signal. Dạ, con xin đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 66 ngày hôm nay ạ. Cha ran ti ba la thầm me tha amit te ne wa attana. Karun ta ba bắc căng cầm băng dân hồ tí ca tu cắp pha lăng. Cha răn tí ba la thầm mê tha amit tê nê wa attana. Karun ta ba bắc căng cầm băng dân hồ tí ca tu cắp pha lăng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Cha răn tí ba la thầm mê tha amit tê nê quá át ta nà. Chá là đoạn âm, ranh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, trâm là trường âm nhấn, mê tha là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê nê là hai trường âm thông, quá là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Cha ran ti ba la thầm me tha amit te ne wa attana. Câu số 3 và câu số 4. Ca ron ta ba pak kang kam mang yang ho ti ka tu kap pha lăng. Cá là đoạn âm, con là trường âm nhấn, ta ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn,
Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, cá, tú là ba đoạn âm, cấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá rôn ta ba bác cầm, cá rôn ta ba bác căng cầm măng dăng hô tí cá tú cấp phá lăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Cha rằn tí bà la thầm mê tha á mê tê nê vá át tá nà cá rôn tá bà bá căng cầm măng dăng hô tí cá tú cấp phá lăng. Người ngu, si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha ran ti ba la tham me tha a mi te ne wa at ta na ka ron ta ba ba kang kam mang yang ho ti ka tu kap pha lang. Cha ran ti ba la tham me tha a mi te ne wa at ta na karun ta pa ba kang kam mang yang ho ti ka tu kap pha lang. Dạ con đã đọc phân tích xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin giao mic lại cho ngài ạ. Alo, 123 123 à, Huỳnh Giang Nhật Hà. À, như câu đầu á, câu đầu tiên á, à, mình à, viết à, như bị sai hay sao, chữ đùm mê tha, à, cha rành thứ ba là đùm mê tha, ha, nhưng mà mình đọc cái chữ đùm mê tha thành cái chữ thâm hả, thâm mê, à, không biết à, quý vị có nghe rõ không ạ? À, kính lễ đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức và đại mưu Pháp Hội. Nà, thì chúng tôi nghe chữ đùm mê tha thành cái chữ thâm mê tha. À, nếu mà quả thật là như vậy thì huynh viết sai ha. Đùm mê tha chứ không phải thâm mê tha hả? Rồi, chỉ có chừng đó thôi, còn tất cả đều tốt hết. Rồi bây giờ xin mời vị khác ha, chúng ta tiếp tục. Alo, còn bàn tay ai nữa? Cô tu nữ Phúc Hạnh nè, rồi đại đức Pháp Trang nè, đại đức Tuệ Đức. Rồi xin mời quý vị. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 66 ạ. Charantipala Dummetha Amitte ne vattana karonta pa pakang kammang yang ho tikatu kap phalang. Người ngu si thiếu trí,
tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể ạ. Charanti pala dhamme tha amitene wa attana karanta papakang kammang yang ho ti kat yang ho ti katukap phalang. Charanti pala dhamme tha amitene wa attana karanta papakang kammang yang ho tika tu kap phalang. Jalan ti pala dumme ta amite ne wa atana karon ta pa pakang kamang yang ho tika tu kap phalang. Dạ, con xin hết ạ, con xin xuống mất ạ. Xin mời cô Phúc Hạnh ạ. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Kính chào đạo tràng. Cho nên con xin đọc câu Pháp Cú số 66. Chá ràn tí bà là đùm mê tha ám mít tê vê vá áp tá nà. Cá ròn tà bà bá cằn cằm măng dằn hồ tí cát tú cát phá lăng. Chá ràn tí bà là đùm mê tha ám mít tê nề vá áp tá nà. Chá là đoạn âm, ran là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đum là trường âm nhấn, mê tha là hai trường âm thông thường, á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê vê là hai trường âm thông thường, vá là đoạn âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Cá ròn tà bà bá cằn cằm măng dằn hồ tí cá tú cáp phá lăng. Cá là âm, ròn là trường âm nhấn, ta ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, cân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cam là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, cá, tú là ba đoạn âm, cáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chá ràm tí bà là đùm mê thà ám mít tề vệ. Dạ, con đọc lại ạ. Cá ràm tí bà là đùm mê thà ám mít tề nề quá át tá nà. Cá ròn tà bà bá cằn cằm măng dằn hồ tí cát túc cát bá lăng. Cá ràn tí bà là đùm mê thà ám mít tề nề quá át tá nà. Cá ròn tà bà bá cằn cằm măng dằn hồ tí cát tú cát phá lăng. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Karanti ba la dum me tha amite ne va ta na karon ta ba ba kang kam mang yang ho ti ka tu ka pha lang. Dạ, con đã đọc và kệ và phân tích xong, con xin xuống mic. Cá sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính tri ân Ngài đã bốt bài. Dạ, con xin xuống mic, xin mời vị tiếp theo.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Đại Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Thân chào quý tu nữ và toàn thể các Phật tử. Bây giờ đây chúng con xin được phép đọc câu Pháp Cú số 66. Chắc rằng tế bà là đầm mê thả âm hết tệ nề quá át tà nà cái hồn tà bà bà càng thăng bằng chẳng hồ chức thuốc ấp cái lần. Chắc rằng tế bà là đầm mê thả âm hết tệ nề quá át tà nà cái hồn tà bà bà càng thăng bằng chẳng hồ chức thuốc ấp cái lần. Chắc rằng tế bà là đầm mê thả âm hết tệ nát biết nề quá tham ái cái gồm ta ba ba căn tham ngàn dặm hồ thích tốt cấp ba lần. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay là bản dịch của nhà Phật Thích Minh Châu. Và bây giờ xin mời vị kế tiếp là một tài giả. Alo, 123, 123, quý vị nghe âm thanh rõ ha. Ai, xa thủ, xa thủ. Hôm nay được để Đức Phật Trang, để được tự đức. Sĩ Quang Thanh đưa tay ha. Rồi, xin mời Sĩ Quang Thanh ha. Là con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, đấng nước Pháp, đấng nước Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Cha, con kính đảnh lễ Sư Tự Đức, và con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Khách, cô tu nữ Tại Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Cha Rằn Ti Bà La Đùm Mê Tha Amit Tê nê quá át ta nà ta rôn ta ba ba cầm cầm măng ba căng cầm măng ram hồ tí ca tu ca pha lăng cha ràn tí ba la đùm mê tha át mít tê nê quá át ta nà Karun ta ba ba cam ba căng cam mang ram hồ tích ca tu ca pha lăng. Dạ con phân tích câu 1 và câu 2. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa atana. Cha là đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đàn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đum là trường âm nhấn, mê, tha là hai trường âm thông thường, á là đàn âm, mít là trường âm nhấn, tê nê là hai trường âm thông thường, quá là đàn âm, át là trường âm nhấn, tá là đàn âm, na là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Karun, con xin đọc lại. Karun ta ba ba cầm ba căng cầm măng răng hồ ti ca tu ca pa lăng. Ca là đoạn âm, ron là trường âm nhấn,
ta là trường âm thông thường, ta ba là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí, cá, tú là ba đoạn âm, cáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Cha rần ti bà la đùm mê tha amit tê nê quá át ta na ca rôn ta ba căng căm măng răng hồ ti tu cáp pha lăng. Người ngu si thiếu trí tự gã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Dạ con xin kể. Chà rắn ti ba là đu mê tha amitene wa atana karon ta ba ba kang kam mau ram ho ti ka tu kap pha lang cha rắn ti ba bla đu mê tha amitene wa ca rốn ta ba bà căng căm măng râm hô ti ca tù cáp pha lăng. Dạ con đã đọc và kệ xong, con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin cực xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp Tăng. Ở Nhật Quỳnh thấy bằng tay hành kiểm, trời Nhật Quỳnh chúc căn hành kiểm. Dạ, kính cảm ơn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức, đại Đức Pháp Trang, đại Đức Tây Đức, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ phúc hạnh, Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được được tín hiệu. Dạ, mến chào anh, mời hình kiểm. Dạ, Nam mô Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng, và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 66. Cha tam ti bà là đùm mê tha amit ti nê quá áp ta na các đòn tà bà bác cằn cầm măng dằn hồ tí ca tú cấp hoa lằng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Chá đoạn âm, ranh trường âm nhấn, tí đoạn âm, ba la hai trường âm thông thường, đâm trường âm mê tha hai trường âm thông thường, á đoạn âm mít trường âm nhấn, tê nê hai trường âm thông thường, quá ấp trường âm nhấn, tá đoạn âm na trường âm thông thường, tí bà là đi thà âm mít tê nê quá áp ta nà. Mẹ con xin phân tích câu 3, câu 4. Cá đoạn âm tròn trường âm nhấn, ta ba hai trường âm thông thường, bá đoạn trường âm nhấn, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, căm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí cá tú ba đoạn âm, cấp
trường âm nhấn phá, cấp trường âm nhấn phá đoạn âm, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca rồn tà bà ba cằn cầm măng dằn hồ tí ca tú cấp phá lăng. Dạ con đọc lại nguyên bài. Cha ràn tí bà là đùm mê thà á mít tê nê quá áp ta nà ca rồn tà bà ba cằn cầm măng dằn hồ tí ca tú cấp phá lăng. Dạ con xin kệ. Cha ran ti ba la đùm mê tha a mê ti nê qua an ta na ca ron ta ba ba căng cam măng yang ho ti ca thu cấp pha lăng. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Bài bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đọc phân tích và kệ xong, và con xin quý sư, quý cô tu nữ, quý đạo tràng chỗ nào sai thì xin sửa giúp con ạ. Và con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Thế Đức, đại đức Pháp Trang đại đức, kính lễ quý cô nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Và bây giờ tụi dân xin đọc kinh Pháp Cú và phân tích kinh Pháp Cú số một điều số 66. Alo. Dạ, Nhật Quỳnh cho bài cho mất tiêu. Chá ẩn âm, ranh trường âm nhấn, tí, đoạn âm, ba la, hai trường âm thông thường, đâm trường âm nhấn, mê tha, hai trường âm thông thường, ê, á, á đoạn âm, mít trường âm nhấn, tê nê hai trường âm thông thường, quá đoạn âm, áp âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, đoạn 3 và 4, cá đoạn âm, rôn trường âm nhấn, ta ba hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, căng trường âm giọng nguyên âm, căng trường âm nhấn, măng trường âm giọng nguyên âm, văng trường âm giọng nguyên âm, hô thông thường, tí cá hai đoạn âm, tú đoạn âm, cắp trường âm nhấn, phá đoạn âm, lăng trường âm giọng nguyên âm. Chát ràng tí bà la đùm mê tha amitte nê quá áp ta ma cát ròn ta pa bắt con cầm dăng hồ tí cát tú cắp phá lăng. Chà ràng tí bà la đùm mê tha amitene vatana karonta pa pa kam kam mang yang otika tukap phalam. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chát ràn tí ba la đùm mê tha amit tê nê quá áp ta na ca ròn ta pa bắt căng căm măng dăng hồ tí cách tú cắt phá lầm. Dạ, tuy nhiên đã
phân tích và đọc bài xong. Và bây giờ mời Nhật Quỳnh trở lại. Sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ tại viên. Nam mô Bụt Tha, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiền vụ, cảm ơn chị Mách Ta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được trả bài câu pháp của kinh số 66. Dạ, còn vị nào chưa trả bài thì xin mời bằng tay ạ. Cha ran thi ba la đùm mê tha amit tê nê và atana karon ta ba ba căng cầm măng dặn hồ tì cắt tục cắp phá lăng. Cha ran thi ba la đùm mê tha amit tê nê và atana karon ta ba ba căng cầm măng dặn hồ tì cắt tục cắp hoa lăng. Dạ con xin phân tích hết bài cha Nhật Quỳnh trước nhanh chiếc lá mùa xuân. Cha đoạn âm ran từng âm nhấn tí đoạn âm ba la hai trường âm thông thường đâm trường âm nhấn mê tha hai trường âm thông thường á đoạn âm mít trường âm nhấn tê nê hai trường âm thông thường quá ta ba đoạn âm na trường âm thông thường cá đoạn âm run trường âm nhấn ta ba hai trường âm thông thường bá đoạn âm câm trường âm đọc theo giọng nguyên âm câm măng câm trường âm nhấn măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu này. Ba trường âm thông thường, quá đoạn âm, ca trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cầm trường âm nhận âm đọc theo giọng nguyên âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, cá tú hai đoạn, cấp trường âm nhấn, há đoạn âm, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cha ràn tí bà la đùm mê tha amit tê nê quá áp ta na ca rôn ta ba bát ta tăng cầm măng văn cách tu cấp phá lăng. Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm ác nghiệp không thiện, không thiện phải chịu quả đắng cay. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và cảm ơn Quang Thanh. Và mến chào Hoàng Thành và niềm từ mới giao đạo tràng. Dạ con xin được kệ ạ. À. Con phân tích và đọc có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con ạ. À. Cha rán ti ba bà đụm mê tha mít tê nê và át ta na cà rộn ta ba bà cặn căm măng dẫn hô ti ca tụ cặp pha lăng. Cha rạn ti ba là đụm mê tha a mít tê nê và át ta na cà rộn ta ba bà cặn căm măng dẫn hô ti ca tụ cặp pha lăng. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc và phân tích có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉ dạy. Và mời chiếc lá mùa xuân. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài chư đức. Con xin kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 66. Cha ran ti ba la đùm mê tha amit tê nê quá áp ta na ca ron ta ba bác căng cầm măng văn hồ tí ca tú cáp phá lăng. Cha ran ti ba la
cha rằng ti bà là đầm mê tha amit tê vệ tê nê quá á ta nà chá đoạn âm ran trường âm nhấn tí đoạn âm ba la hai trường âm thông thường đâm trường âm nhấn mê tha hai trường âm thông thường á đoạn âm biết trường âm nhấn tê nê hai trường âm thông thường quá đoạn âm áp trường nhấn tá đoạn âm na trường âm thông thường chá rành tí ba la đâm mê tha á mít tê nê quá át ta nà cá ròn ta ba ta cần cầm măng dằn hồ tí cá túc cắp pha lần cá là đoạn âm ron là trường âm nhấn ta ba hai trường âm thông thường bá đoạn âm cần trường âm đọc theo giọng nguyên âm cầm trường âm thông trường âm nhấn măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm dằn trường âm đọc theo giọng nguyên âm hồ trường âm thông thường tí cá tú ba đoạn âm cáp trường âm nhấn phá đoạn âm lần trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại hai câu ba bốn cá ron ta ba bắc căng cầm măng dằn hồ tí cá tú cáp phá lần. Con xin đọc lại câu 36 cha rằng tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá át ta nà ca ròn ta bà bắt cằn cầm măng dằn hồ tí ca tú cắp phá lần cha rằng tí bà là đùm mê tha amit tê nê quá át ta nà ca ròn ta bà bắt cằn cầm măng dằn hồ tí ca tú cắp phá lần người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin vị kế tiếp ạ. Dạ con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức và con kính đảnh lễ cô Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng sư Quỳnh đã cho biết là âm thanh rõ. Con xin đọc bài học hôm nay. Dạ, đọc và phân tích câu số 66 ạ. Dạ, cảm ơn sư. Cha rằng ti bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rôn ta bà bà cầm măng dân hồ ti ca chú cấp pha lăng. Cha rằng ti bà là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rôn ta bà bà cầm măng dân hồ ti ca chú cấp pha lăng. Dạ con xin phân tích bài học hôm nay. Chá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ba la là hai trường âm thông thường, đâm là trường âm nhấn, mê là tha là hai trường âm thông thường. Và câu số 2, á là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, tê nê là hai trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, ắc là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Và câu số 3, cá là đoạn âm, ron là trường âm nhấn, ta ba là hai âm thông thường, bá là đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng âm, căm là trường âm nhấn, măng là trường âm giọng nguyên âm. Và câu số 4, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, cá tú là hai đoạn âm, cấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại. Cha rành thi bà là đầm mê tha amit tê nê quá ác
ta na ca ron ta ba ba cầm khăm măng dân hồ tí ca tu cấp pha lăng cha rằng ti bà la đầm mê tha amit tê nê quá ác ta na ca ron ta ba ba cầm khăm măng dân hồ tí ca tu dân hồ tí ca tu cấp pha lăng. Người ngu si thiếu trí, từ ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể và kể bài câu Pháp Cú số 66 này. Chẳng ti ba là đừng mê tha ấm niên tê nê quảng ta cà rộn ta ba bà cầm cầm măng dân hô ti ca. Dạ, con cảm ơn cô Tự Duyên và dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ bây giờ trời xin mời Sít Nhật Quỳnh cho sao mít lời cho Sít Nhật Quỳnh ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chúc niệm từ. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn thiện vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá, con nghĩ là không còn bàn tay nào của vị nào nữa. Dạ, con thấy tín hiệu của Ngài rồi, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Sa thú. Hôm nay để được Pháp Tràng đây được Tuệ Đức ha, rồi cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, quý vị tham gia rất là nhiệt tình. Riêng Sĩ Quang Thanh ha, từ đầu cho đến cuối, chắc là khi vừa mở room đã thấy Sĩ Quang Thanh đến với đạo tràng, nhưng mà té lên rớt xuống ha, chắc là đường truyền cũng không được ổn định. Nhưng mà Sĩ Quang Thanh vẫn tham gia sinh hoạt, dụng kinh, dụng kệ, phân tích rất là chính xác. Sa thú Sĩ Quang Thanh ha. Tuyệt vời, hôm nay vị nào cũng giỏi hết á. Rồi, trước khi đi vào duyên sự, xin ôn lại một lần ha. Cha rành thứ ba là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rôn ta ba ba căng căm măng dân hô tí ca tu cấp phá lăng. Cha rành thứ ba là đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rôn ta ba ba căng căm măng dân hô tí ca tu cấp phá lăng. Cha ran ti ba la đùm mê tha amit tê nê quá ác ta nà ca rôn ta ba ba căng căm măng dân hô tí ca tu căm phà lần. Người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của từ vựng ha. Đọc được thì chúng ta hiểu ý nghĩa cái câu này như thế nào. Câu đầu tiên, cha rành thứ ba là đùm mê tha. Câu đầu tiên chúng ta thấy có ba từ cha rành tí. Đây là một động từ số nhiều. Động từ này có ý nghĩa là sống. Cha rành tí là sống. Sống ở này. Từ thứ hai, ba la, do cái từ ba lá, nó là một danh từ nam tính, ác rình, tóc phùng rình gá, mà ba lá được đứng làm chủ từ số nhiều, bạch ma bahu quá cho nó bị pháp tí, cho nên chữ ba lá biến thành ba la. Ba la là những kẻ ngu.
Từ thứ ba, đùm mê tha. Đùm mê tha, chữ đùm này trích niệm từ khi nãy đọc giống như chữ đâm vậy ha. Nó là chữ đùm mê tha ha. Đùm mê tha, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ rú ở phía trước, có nghĩa là thiếu, là khỏi, là xấu, là tệ ha. Chữ rú ở phía trước. Rồi chữ mê tha, mê tha do cái từ mê tha. Mê tha nó là một danh từ trung tính ha. Akaranta-na-bum-sakalinga. Mê tha có nghĩa là trí, bậc trí, người trí ha. Thì bây giờ có chữ đú ở phía trước, nhưng mà phải thêm em mà chúng ta đọc là đum mê tha. Đum mê tha làm chủ từ số nhiều. Bà tha má bà hú quá cha na quỳ phát tí. Đum mê tha là người thiểu trí. Người thiểu trí. Mà người thiểu trí thì cũng giống như ba la ha. Cũng giống như kẻ ngu vậy. Rồi, câu số 2. Amitene wa attana. Amitene wa attana có hai từ ha. Nhưng mà cái từ amitene wa, amitene wa do cái từ amitena cộng với e wa do cái từ mitta. Mitta nó là một danh từ nam tính. Á có là hình ta phùng rình gá. Mitta là bạn bè, mà có chữ á ở phía trước có nghĩa là không. Không bạn bè. Mà chữ mitta này chia theo sử dụng các số ít. Sử dụng các số ít có nghĩa là ta trì giá quy pháp trí e có quá trình á. Cho nên chữ mitta biến thành mittena. Vậy thì có chữ á trước. Amittena có nghĩa là với kẻ thù. Với kẻ thù. Với kẻ thù. Rồi. Ewa nó đi liền theo phía sau. Cộng thêm chữ ewa. Ewa có nghĩa gì đây? Alo, ai cũng nhớ. Nhưng mà chắc xin Nhật Quỳnh nhớ nhiều hơn. Ewa là một liên tử. Ewa, ewan. Như vậy giống như, đúng rồi. Giống như, cũng giống như giống như cái gì đây? Với kẻ thù. Với kẻ thù. Không bạn là thì kẻ thù chứ gì nữa. Biết ta là bạn mà có giả chứ. Không bạn là thù. Đúng rồi. Với kẻ thù. Hoặc là giống như kẻ thù. Rồi. Atana. Atana do cái từ Atta. Do cái từ Atta. Nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Và Atana ở đây nó cũng được chia theo sử dụng các số ít. Ta thì giao quyền phát tí e câu Atana. Atana có nghĩa là với bản thân hoặc là của mình. Với bản thân hay là của mình. Rồi, câu số 3. Câu số 3. Karonta ba bắt cần cầm mần. Karonta ba cần cầm mần. Karonta. Karonta do động từ karoti ha. Nhưng mà ở đây nó là hiện tại phân từ nam tính ha. Karonta. Nó đứng trong cái dạng chủ từ số nhiều. Tức là bà tham á bà hú cha na quỳ phát tí. Karonta là trong khi làm
hay là đang làm. À, động từ hiện tại ha. Trong khi làm hay là đang làm. Ba bắt cần, ba bắt cần. Chữ ba bắt cần, à, ba ba nó là một danh từ trung tính ha. A karan ta nó cùng sắc cả linh cả. Và chữ cần là sao? À, chữ vị ngữ này chỉ cho sự sở hữu, à, chỉ cho sự sở hữu. À, ba bậc cá, nhưng mà ở đây được chia theo đối các số ít lúc thì giao rồi phát tiền có quá trình ha, cho nên ba bậc cá nó biến thành ba bắc cần. Ba bắc cần là xấu bất thiện, ba bắc cần ác xấu bất thiện. Cái gì ác xấu bất thiện? Đó là cầm mần, đó là cầm mần. Cầm mần do cái từ cầm má, cầm má là một danh từ trung tính. Akran tana bung sakta linga, cầm má được chia theo đối cách số ít đối trị giáo quyền pháp thiết nghe cấu và trần á, cho nên cầm má biến thành cầm mần. Cầm mần là việc làm, là hành động, là nghiệp. Việc làm, hành động hay là nghiệp. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là câu chấm dứt. Dân hồ tí ca tu cấp phát lần. Dân hồ tí ca tu cấp phát lần. Chỉ dân do đại từ giả. Đây là một đại từ quan hệ trung tính. À, đây theo đối cách số ít, à, đối trị giáo quyền pháp thiết về câu quá trình nên giá dân là người đó, kẻ ấy. Đó, cay đắng, cay đắng, à, hay là à, nghịch cảnh, hay là cái hậu quả xấu á, à, thì chữ cá tu cá có nghĩa là đắng cay, rồi chua chát, hoặc là cái gì mà nó xấu xấu thì gọi là cá thú cá ha. Rồi cá thú cá, rồi chữ pha lăng do cái từ pha la. Pha la nó là một danh từ trung tính. A karan ta nó pha la là dụ đạo, cây cũng là pha la. Là gì? Có nghĩa là có quả báo đắng cay, có trái đắng cay. Rồi, câu Phật ngôn nghiệt ngã, nghịch cảnh hả? Ồ, chữ nghịch ác, à, nghịch thiết ác. À, thay với
Rồi, bây giờ câu Phật ngôn 66 có ý nghĩa thế nào? Trong khi mà làm nghiệp ác là cái việc làm có quả báo đắng cay. Những kẻ ngu có trí tồi, cư xử đối với bản thân như là cư xử đối với kẻ thù. Sai thì sửa, đúng rồi. À, nghịch cảnh, đúng rồi. Rồi, ý nghĩa câu Phật ngôn 66 ha. Trong khi làm nghiệp ác là cái việc làm có báo đắng cay. Những kẻ ngu có trí tồi, cư xử đối với bản thân như là cư xử đối với kẻ thù. Sao nghe kỳ quá ha. Rồi, văn xuôi là vậy, còn thơ thì khác. Thơ lục bát: ơi người thiểu trí đại ngu, lại sinh tự ngã, kẻ thù khốn thay, trở đi lộn lại cõi này, nghiệp khổ rầy ai mang. Ơi người thiểu trí đại ngu, lại xem tự ngã, kẻ thù khốn thay, trở đi lộn lạc cõi này, mãi tạo ác nghiệp khổ rầy ai mang. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngũ Ngôn: người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Người ngu si chịu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Alo, trong từ vựng có chỗ nào rắc rối? Quý vị thấy có chỗ nào rắc rối không? À, không rắc rối thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. À, duyên sự câu Phật ngôn 66 có một ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ chúng ta hãy nghe. À, khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên về Luwana ha. À, có phải Kỳ Viên là quê Luwana hay không? Alo, ai đồng ý? Đức Phật ngự tại quê Luwana, chùa Kỳ Viên phải không? Không có ai có ý kiến hết à? Khi quê Luwana, quê Lu là trúc tre, Wana là cái vườn hay là cái rừng, rừng tre, rừng trúc thì gọi là trúc lâm chứ. Nói Kỳ Viên là cũng yên ru, khổ thiệt. Tại chùa Trúc Lâm, tại vị trí này, Đức Phật đã đề cập đến một cái ông thiện nam mà bị cùi, tên là Subbabuddha. Subbabuddha, chữ Subbabuddha viết như thế nào đây quý vị? Alo, Subbabuddha còn thêm chữ bút thi làm chi vậy? Chị hỏi Subbabuddha viết như thế nào? Thế rồi chúng ta liên tưởng đến một cái người cũng có tên là Subbabuddha. Một người có tên là Subbabuddha, đó là cái người này là coi như cha vợ của Đức Bồ Tát á, Đức là vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác, Subbabuddha, hai cái người này giống nhau ha. Nhưng mà một người á thì làm vua, còn một người thì bị cùi. À, một người làm vua, làm một người bị cùi. À, cho nên khi mà học đến câu Phật ngôn 66 này, quý vị liên tưởng đến một cái vị vua tên là Subbabuddha. Mà ông Subbabuddha này cũng làm cái điều ác. Còn cái ông Subbabuddha này, ông cùi nè, thì ông tạo được thiện pháp. À, ông là một vị thánh. Còn ông kia là vua, nhưng mà phải đọa vào địa ngục.
tức là địa ngục mà địa ngục vô gián luôn á, à, bị đắp luôn. À, hai trường hợp khác nhau ha, nhưng mà cái tên giống nhau, Subhabhuta. À, nghĩa là khi mà ông Thiện Nam Subhabhuta bị cùi này á, ông ngồi pháp Đức Phật thuyết tại Trúc Lâm hả, nhưng mà ông bị cùi cho nên ông ngồi ở vòng phía ngoài, ngồi xa xa, bởi vì nếu bị cùi như vậy ngồi gần người ta thì nó hôi thối. À, ông cũng giữ trẻ ngồi thuốc mà xa, mặc dù ngồi xa nhưng mà vẫn nghe Đức Phật thuyết pháp. À, tức là cái âm thanh của Đức Phật, à, ông nghe rất là rõ, và chính ông chú tâm ông nghe pháp như vậy mà ông chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, rồi muốn trình lên Đức Phật sự chứng đắc của mình. Ông không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi vào ở chùa, à, mà ông phải chờ cho đến khi mà đại chúng đảnh lễ Đức Phật ra về hết rồi ấy, thì khi đó ông sẽ lên trình với Đức Phật. Trong giờ phút mà trì hoãn chờ đại chúng đi về thì Thiên Vương Đế Thích, tức là ông mới có ý định là muốn thử, à, có nghĩa là Subhabhuta này có cái định bạch lên Đức Phật sự chứng đắc quả vị của mình. À, thì bây giờ vua trời mới thử thách cái ông Subhabhuta này, tức là ông Thiện Nam Cùi này, mới hiện ra đứng trên hư không cho ông ta thấy và nặng. Này Subhabhuta, ngươi là kẻ bần cùng, là kẻ khốn khó, là kẻ bệnh hoạn, ta sẽ bảo tàng vô biên vô lượng. Nếu mà ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng, ta hết quy Phật rồi, ta hết quy Pháp rồi, ta hết quy Tăng rồi. À, thì khi nghe như vậy thì ông Subhabhuta mới hỏi, ông là ai vậy? Thì Đức Vua Trời mới nói, ta là Đế Thích nè, ta Vua Trời nè. Thì khi đó Subhabhuta mới nói, này cái ông mù quáng ngu si kia, không biết xấu hổ, những cái lời mà ông thốt ra với tôi vừa rồi đó nghe không hợp lý một chút nào. Ông cho rằng tôi là kẻ khốn khó, là kẻ bần cùng, là kẻ hành khất, là kẻ bệnh hoạn, nhưng tôi không hề chịu cảnh khốn khó bần cùng đâu. Tôi đã đạt đến cảnh an vui, tôi là bậc có đại tài sản. À, và ông ta đã nói lên cái lập trường của mình: tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, bảy thứ tài sản kể trên đây, ai mà có được đủ đầy, dù nam hay này chẳng nên lấy tiếng vô sản gọi tên, đời này chẳng phải hư hàng rỗng không. À, thì ông Subhabhuta mới nói, ý nghĩa rằng bảy cái thánh sản này tôi có đủ. Những ai mà có đủ bảy cái thánh sản này thì chư Phật toàn giác, độc giác hay là thinh văn giác không bao giờ gọi họ là kẻ bần cùng, nghèo khổ. Khi mà nghe lời đáp của ông Subhabhuta thì Đức Phật Đế Thích mới từ giả ông ở khoảng giữa đường đến chỗ ngủ của Bậc Đạo Sư và thuật lại tất cả những cái lời biện giải của ông đó. Đức Phật mới phán là, này Đế Thích, dầu cho 100 hay là 1000 người như ông cũng không thể nào bảo Subhabhuta phủ nhận Phật Pháp Tăng được đâu. Subhabhuta sau khi trả lời những câu hỏi thân thiện xã giao của ngài, ông mới đem việc mình đắc quả Tu Đà Hoàn bạch lên, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Ông đi không bao lâu
thì bị một con bò nó hút chết ở dọc đường. Con bò ấy chính là một nữ dạ xoa hóa hiện để mà báo oán. Nó đã từng hóa làm bò hút chết 4 người, đó là Ba Lì Giá, rồi Bút Cú Sa Tí, Tâm Bát Đa và Sư-pa-bu-tha. Rồi bây giờ để nói lên cái vấn đề quan trái chết một lần 4 người mà do một con dạ xoa nó hiện ra con bò để mà hút chết. Vậy thì quý vị nhớ dùm 4 tên này ha. Ba Lì Giá 1. Alo, chắc lên dùm. Ba Lì Giá là 1. Bút Xúc và Bút Cú Sa Tí là 2. Tâm Bát Đa là 3. Sư-pa-bu-tha là 4. À, nhớ dùm 4 cái nhân vật nha. Rồi sao không thấy gì hết trơn vậy ta hả? 4 nhân vật mà bị bò hút chết. 1 là ông Ba Lì Giá, 2 Bút Cú Sa Tí, 3 Tâm Bát Đa và 4 Sư-pa-bu-tha. Bữa nào buồn buồn á hỏi lại không biết là quý vị hay không, thôi sửa hoài. Alo, alo. Này, không chát liền cũng được. Quý vị thông minh mà nói là ngài nhớ liền mà ha. Bởi vì trong quá khứ đây là 4 vị công tử. À, 4 vị công tử này cùng một sở thích, à, dẫn theo một nàng kỹ nữ đi dạo phố, à, rồi đi vào hoa viên. Họ vui thú trong cái ngày đó. Và khi chiều xuống thì 4 vị công tử này bàn tính với nhau là chỗ này vắng vẻ, không có ai lê vãng. Cái cô này đã đạp đổ chúng ta với thù lao là 1.000 đồng tiền vàng. Vậy thì chúng ta hãy giết chết cô ta để khỏi trả 1.000 đồng tiền vàng và thu đoạt hết những cái trang sức mà cô ta mang trên mình. À, cô gái giang hồ này nghe được âm mưu của 4 công tử đó mới nghĩ rằng những cái kẻ vô sĩ này đã cùng ta vui vẻ, à, và bây giờ muốn giết chết ta, ta phải biết cách đối phó với họ. Rồi khi mà sắp bị hạ sát á, cô ta nguyện là 4 cái tên này giết ta như thế nào, chết rồi ta sẽ nguyện làm dạ xoa để giết chết họ, à, để mà báo thù. Và do cái nhân đó mà nữ dạ xoa ấy đã hóa làm con bò cái hút chết cả 4 người, trong đó có Sư-pa-bu-tha. Nhiều vị tỳ khưu đem cái việc mà ông Thiện Nam Cùi Sư-pa-bu-tha vừa từ trần bạch lên với Đức Phật và hỏi ông ấy nay sanh về đâu và do cái nhân gì mà Sư-pa-bu-tha bị bệnh cùi. Đức Phật giải thích rằng ông đã chứng đắc sanh quả Tu Đà Vương và sanh về cõi Đau Lợi. À, có một kiếp ông gặp được Đức Phật độc giác, à, Tathāgata-sikkhi. Ông đã phun nước bọt lên mình của Đức Phật. Cho nên khi mệnh trùng phải chịu khổ rất là lâu ở cõi địa ngục, và vì cái quả nghiệp còn dưới sót, cho nên kiếp này phải mang bệnh, à, bệnh cùi. Và Đức Phật thấy lần này các vị kheo, những chúng sanh ấy đi lang thang trên con đường hành ác, tự mình tạo cái nghiệp và tự mình hứng chịu cái hậu quả đắng cay là như thế đó. Rồi Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 66 này. Chúng tôi đưa lên câu Phật ngôn 66. Cho rằng ti bà là đùm bề tha amitê nê quá ách tà nà ca rôn tà bà bắt cần tầm mần dần hồ ti ca trúc cấp phát lần
Người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Tuy tổ Phật. No battery, please charge. Khi mà câu Phật con này chấm dứt thì rất nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả tu đạo quả. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng khoa học ngày nay nói bệnh phong chứ không phải bệnh cùi ha. Khoa học ngày nay nói bệnh phong sinh ra vì bị nhiễm vi trùng. Trước xưa có chuyện chàng thiền giá khạc nhổ lên thân đại hùng, do mình tạo nghiệp quả mình mang, nghiệp ác không rời kẻ ác gian, chỉ đợi thời cơ là trổ quả, mới hay thù địch vẫn trung đã. Alo, duyên sự câu Phật ngôn này chúng tôi đã trình bày xong. Còn lại 17 phút, đây là 17 phút để cho quý vị thắc mắc. Quý vị coi như thấy câu Phật ngôn này qua duyên sự có những cái gì rắc rối. Xin mời bàn tay của quý vị. Alo, ai lý giải khi nghe câu Phật ngôn này? Người ngu si thiểu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Áp dụng trong cuộc sống của chúng ta thì vì thấy câu Phật ngôn này có những điểm tương đồng và dị biệt làm sao? Xin mời bàn tay quý vị ạ. Alo, alo. Còn lại 16 phút. Xin nhường micro để cho quý vị có ý kiến ha. Quý vị đưa ra để chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn sao sao. Alo, xin mời bàn tay. Không đưa tay, chỉ đích danh luôn. Được không? Có đồng ý không? Không đưa tay, chỉ đích danh luôn. Xin mời Sĩ Quang Thanh. Sĩ Quang Thanh là người mà đến đầu tiên với cái room này. Rồi té lên rớt xuống nè, rồi cầm được micro, phân tích trường âm đoạn âm, rồi đọc, rồi kể. Hôm nay Sĩ Quang Thanh đạt yêu cầu. Và với câu Phật ngôn này thì Sĩ Quang Thanh có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay Sĩ Quang Thanh. Alo, Sĩ Quang Thanh ơi, 2019, lớn tuổi quá ha. Rồi, xin nhường cho Sĩ Quang Thanh ha, có ý kiến về câu Phật ngôn này. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con không có, đạo Quang Thanh nói đạo Quang Thanh đang trực nên không có cầm mic được. Cảm ơn Quang Thanh. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ theo như lời ngài kêu thì xin mời
Dạ cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Thiện Vũ cho nhục mình biết được tín hiệu. Mời Quang Thanh, mà Quang Thanh thì không có cầm mic được. Dạ cô tu nữ Tề Duyên có chiếc máy không? Alo cô tu nữ Tề Duyên có chiếc máy không cô? Dạ nếu cô có chiếc máy, theo như là ngài nói, thật sự lúc nãy ngài nói bốn cái tên của bốn vị mà bị bỏ khúc á, thì Nhật Quỳnh không có ngồi trước máy được, nghe ngài nói hoài nhưng mà Nhật Quỳnh có chút việc nên không có tập trung được để gõ bốn cái tên đó. Nếu mà cô tu nữ Tây Duyên biết được thì xin mời cô tu nữ Tây Duyên lên đọc lại bốn tên đó và chia sẻ bài học này nha. Dạ kính mời cô. Dạ, yeah. alo, xin Nhật Quỳnh có nghe rõ không? À, tự nhiên không có nhớ hết bốn tên, nhưng mà hình như đó là Bá Hí Giá, Sipaputha, với còn hai vị nữa thì tự nhiên không nhớ. Thì cái câu Phật ngôn này thì, cảm ơn Giang Nhật Hạ. Bá Hí Giá chứ không phải Bá Hí hả? À Bá Hí Giá, Bá Đa. Không được. Thôi bây giờ kính mời. Thời hạ có nghe. Có nghe. Sự có thể nãy giờ Nhật Hạ có đọc bài chưa nữa. À, dạ. Dạ nếu dạ đúng rồi. Thật ra thì cái câu theo lời yêu cầu của Nhật Quỳnh, mời Văn Nhật Hạ lên có thể chia sẻ. Dạ, còn lại 10 phút. Dạ, nếu không thì tự nhiên xin dựa trên câu Phật ngôn này thì tự nhiên xin chia sẻ. Dạ, thì rõ ràng là đây nè, câu tiếng Việt nè. Dạ, người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay, thì chắc chắn là như vậy rồi. Người thiếu trí thì chắc chắn là làm không có đúng, làm toàn là ngược lại không à. Cho nên thì phải chịu cái quả đắng cay. Mà người đời thì thường người ta nói cái người đó có sống thì cũng khó nuôi, mà có nuôi cũng èo uột, có nghĩa là nó không có tốt giống như cái những cái cây mà nó cho ra những quả tốt. Thì cũng giống như những cái người mà làm bất thiện á, thì lúc nào cái nói về cái thân tướng á, thì không đẹp giống như cái người mà người ta làm thiện, thì lúc nào nhìn cái thân tướng của người ta thì nó không hẳn như vậy. Cũng giống như là chẳng hạn như ông Sipaputha, ông cùi, nhưng mà tại vì cái nghiệp quá khứ của ông cho nên trổ ra cái thân tướng như vậy. Nhưng mà nói cách khác thì cũng không hẳn như vậy, vì làm cái xấu cho nên nó mới trổ ra. Dạ cảm ơn nha chị Kim. Dạ chị có thể chia sẻ câu Phật ngôn này không? Dạ kính mời chị. Dạ tự nhiên cũng rất là thích chị Kim từ hồi đầu, có nghĩa là từ đầu lúc mà tự nhiên biết chị Kim á, thì lúc đó chị vô á, thì bây giờ là tự nhiên xin đồng cảm với chị là lúc chị vô á, có rất là nhiều gọi là cái từ mà người ta nói là quăng đá quăng đạn gì đó, nhưng mà tự nhiên rất là thích khi mà chị Kim nói lên. Tại vì chị Kim nói là tại tôi nói như vậy đó, tại
cái tiếng của tôi như vậy, bây giờ tôi không thể sửa được. Thật ra là đúng như vậy, tại vì cái gọi là thường thận y duyên của mình, cho nên mình rất là chỉnh cũng khó lắm chứ không phải dễ, từ từ chứ, đúng không chị? Dạ, còn lại 6 phút, 7 phút thì chị có thể chị chia sẻ. Rất là hay, chị Duyên cũng rất là thích chị á. Dạ, kính mời chị Kim ạ. Đâu bàn tay đóng tiêu rồi. Còn mấy phút nữa lên chia sẻ đi. Trời, năn nỉ hoài không lên hả? À, thì nó có là như vậy thôi. Bây giờ chị Kim có thể tiếp tiếp lời tự nhiên dùng sáng được không? Thì ba không luôn vậy. Giang Nhật Hạ đó rồi, bữa nay sao mà Giang Nhật Hạ có thể tiếp tự nhiên còn lại 5 phút nữa cũng không luôn. Dạ, cái mít này mũ dữ nha, không biết là đại đức tự đức cực. À, dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh tiếp tục đi, tự nhiên dùng sáng tí nãy giờ chưa có dùng. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh nha. Dạ, cảm ơn cô tự viên, hèn chi cô tự viên chưa dùng sáng, hèn chi cô tự viên bị Nhật Quỳnh mời hơi bị lúng túng. Dạ, không sao. Chị nhỏ. Ừ. Dạ, Nhật Quỳnh thích nghe hơn thích nói, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy cô hoài hoài nên Nhật Quỳnh hãy đỡ mít. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn cô Tu Nị Tây Duyên, cảm ơn chị Meta. Nam Mô Bích Hai Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh Đạo Tràng. Dạ, người ngu si thiếu trí tự ngã thành kẻ thù động, các nghiệp không thiện phải chịu quả đắng cay. Dạ, theo 4 câu của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Thì mình tự dạy mình thôi. Dạ, mình đừng có làm cái điều ác, bất cứ việc lớn, việc nhỏ. Cũng như cái vị này trong một thời quá khứ. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Trong một thời quá khứ đã phun nước miếng vào một vị nãy Nhật Quỳnh nghe thì Ngài nói, nhưng mà thật sự Nhật Quỳnh có công việc bên ngoài nên cái đầu nó mất để ở ngoài, cái tai nó nghe mà cái đầu nó để ở ngoài, nên nhớ là ông này đã từng phun nước miếng như một vị Phật tục giác thì phải, nên là qua nhiều kiếp rồi. Thì kiếp này lên làm người nhưng mà vẫn phải trả quả là phải bị cùi. Dạ, nhưng mà mặc dù ông bị cùi nhưng mà có duyên. Dạ, nhưng mà đã tu tập từ cũng đời quá khứ nữa, nên là ông khi ông gặp mà Đức Thế Tôn thì ông đã chứng được quả tu đà quần, nên là dù một người khác cứ nói Đức Phật như thế nào thì ông nhất định ông vẫn tin Phật. Đó là cái kiếp hiện tại. Mặc dù đời quá khứ có ác nghiệp và cũng có thiện nghiệp, nên đời này phải trả quả là phải bị cùi, nhưng mà may mắn là thiện nghiệp Ba La Mật đã giúp cho ông gặp được Đức Thế Tôn và đã chứng đạt đạo quả. Còn mình bây giờ thì dù Nhật Quỳnh có lành lặn, có khi cũng được người ta khen đẹp vậy á, nhưng thật sự cái đầu nó còn ra và là tổ hủ không à. Dạ, nên học hoài chẳng biết gì hết. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá. Dạ, Ngài Trí Đức bận việc rồi nên Nhật Quỳnh lên đỡ mít và con cũng xin kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hai Giá. Đạo Tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng vào phước mà chúng ta đã tạo được, Đạo Tràng đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý Ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gautama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này
đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an vào đề tâm kiên cốt, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dùng liều nhau cả thảy. Y đăng muôn nhân nibbana samat cha yo ho tu. Y đăng muôn nhân nibbana samat cha yo ho tu. Y đăng muôn nhân nibbana samat cha yo ho tu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, quý ngài đã quan lâm bào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an đạt, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo năm truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài, nhiều quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rung Phật giáo năm truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, nhược quỳnh kính chúc với anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng và cảm ơn huynh gia Nhật Hà, và con cũng xin phép được khép gửi rung trong vài giây tới. Con xin phép không có để bài kệ kinh. Dạ, con bên ngoài con quá nhiều việc, con xin sám hối với đạo tràng ạ. À.